Chào các bạn, hôm nay Tuấn Ngụy Trang xin giới thiệu đến các bạn 3 cái mẫu băng keo ngụy trang mới nhất của bên mình. Đây là 3 cái mẫu vừa mới về. Và những bạn nào có nhu cầu mua đồ ngụy trang thì có thể liên hệ với mình trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0865636444 nhé. Website của bọn mình là nguytrang.vn, Facebook là Tuấn Ngụy Trang. Ok, thì mình xin giới thiệu qua như vậy. Ở đây 3 cái mẫu như thế này. Các bạn cũng lưu ý với mình là bên mình bán rất nhiều các màu sắc băng keo ngụy trang khác nhau. Kể cả các loại băng keo 3D, bọn mình cũng có rất nhiều mẫu. Thì các bạn lưu ý giúp mình là nếu các bạn gọi điện đặt hàng thì phải nhớ giúp mình là cái mã số của nó là gì nhé. Chẳng hạn như ba cái cuộn này. Đây là D04, D05 và D06. Và đương nhiên thì bọn mình sẽ có các mẫu D01, D02, D03 từ trước. Thì cái sản phẩm này bọn mình bán trước giờ khá là nhiều. Những anh em nào đã từng mua của bên mình thì chắc là sẽ biết về các mẫu D01, D02, D03 của bên mình. Còn nếu ai chưa biết thì có thể vào kênh YouTube của bọn mình hoặc website của bọn mình là nguytrang.vn để xem các mẫu đấy nhé. Ở đây ba cái cuộn như thế này, mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Ba cái cuộn này thì nó khắc phục được cái phần nhược điểm khá là lớn của băng keo ngụy trang 3D. Là trước giờ thì băng keo ngụy trang 3D các bạn cũng biết là về cái độ chống nước tuyệt đối của nó. Nhưng băng keo ngụy trang 3D thì khá là dày và cái độ dính của nó khi mình tháo ra thì thường nó sẽ cái keo dính nó sẽ để lại ở trên cái bề mặt cần dính nhé. Thì cái loại này nó khắc phục được hai cái vấn đề đấy. Thì lát nữa mình sẽ test thử cho mọi người xem. Ở đây ba cái mẫu như thế này, mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đây, đây là băng keo D04. Tiếp theo là băng keo D05. Thì cái loại này người ta phủ một lớp ni lông bên ngoài như thế này, riêng cái cuộn D05 này thôi nhé. Còn D04 và D06 thì nó vẫn để trần như thế như vậy. Đây, ba cái cuộn này là ba cái cuộn mình vừa lấy ở trong thùng ra. Và lúc nãy hàng về thì mình có test thử. Đây, ba cái cuộn như thế này đây, mình đã bóc test thử cho mọi người để xem cái trong nó như thế nào. Đây, cái cuộn D04 của mọi người đây. Người sẽ nhận ở đây thì nó sẽ chẳng hạn mình đây. Như vậy, cuộn nguyên lý của nó như vậy. Mình bóc ra nó sẽ dán như vậy nhé. Mình bóc ra cho nên nó để lại một ít keo dính ở bề mặt. Lưu ý là cái này là để lại keo dính ở trên bề mặt của băng keo, chứ nếu mình dán vào cái bề mặt phẳng thì nó sẽ không để lại keo dính nhé. Cái này mình có thể sử dụng dầu nóng hoặc gì đấy lau khô là nó sẽ xong. Còn cái loại này nếu không cần thiết thì mình cũng có thể bỏ đi, vì cái phần này thì nó cũng rơi vào khoảng 20 cm. Cái cuộn này nó dài 10 m cơ mà. Đây mọi người có thể xem, ở trong này nó sẽ có một cái lớp. Đây, bây giờ thì mình sẽ bóc ra. Đây, ok, mọi người xem nhé, rất là mịn và mỏng. Đấy, dán rất là chắc. Vậy, đấy, ok, mọi người xem. Các loại này cũng vậy. Cái loại này thì cái giấy nền của nó là màu nâu, còn cái này là màu trắng nhé. Đây, mọi người có thể xem. Theo mình thì khá ưng cái mẫu này, nó khá là đẹp. Đây, cái màu nó khá là đặc sắc nhưng cũng nổi. Những bạn nào không cần nổi hoa tiết nổi thì có thể sử dụng các loại này để tối nhé, cho nó tối hơn một chút. Đây, loại ngụy trang lá cây rừng. Ok, những anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại của mình 0865 636 444 nhé. Đây, mẫu màu này là D04. Mọi người chú ý nhé, D04 ạ. Đây là D05. Đây và đây là D06. Ai có Zalo thì cứ kết bạn với Zalo của mình 0865 636 444. Mình sẽ gửi ảnh và tư vấn tận tình cho các bạn nhé. Ok,